Vâng, xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Lao Đồ Hải Dương. Hôm nay thì trung tâm cũng xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một trong những cái dòng radio vô cùng cổ, và đặc biệt là con này là một trong những dòng radio mâm than. Đặc biệt của em nó là sản xuất năm 1978 nhưng còn nguyên cả thùng, còn cả sách hướng dẫn các thứ các bác nhé. Vâng, thì xin phép được giới thiệu với các bác và anh em, con này là một trong những con rất xứng đáng để các bác sưu tập về độ hiếm của nó. Vâng, đây trước mắt các bác thì đây là một trong những em La Tiana các bác nhé, La Tiana có model là SF157L các bác nhé, 157L. Em này thì có cái tông màu xanh quân đội. Đấy, màu xanh quân đội các bác nhé, đặc biệt là màu xanh quân đội. Và em này còn nguyên cả thùng luôn các bác nhé, đây thùng đây, thậm chí phiếu bảo hành cũng còn nguyên các bác này. Đấy, em này rất cổ luôn các bác nhé. Em này thì trong thông tin của máy thì sản xuất năm 1978 các bác nhé. Đấy, năm 1978. Và em này là một trong những em đã lứt tiếng một thời, bởi vì đó là một trong những dòng đời đầu của Sitte. Đấy, và đặc biệt là loa kêu rất khủng, rất to. Đấy, sử dụng hai băng sóng AM và FM, và FM đã được trung tâm kéo full 108 rồi. Và ngoài ra em nó chạy đĩa than, thì cái đĩa than con này để nói cái kim nó gần như không sử dụng, cho nên là nó còn rất là tốt. Mặc dù có những cái đĩa cong như bánh đa nó vẫn sẽ tốt các bác nhé. Đây, tôi xin phép được quay chi tiết, sau đó là tôi sẽ test sản phẩm cho các bác xem. Đây, các bác nhìn tinh đây, tôi sẽ quay rất là chậm cảnh các bác để ý tinh. Thì đầu tiên thì các bác thấy không, các hệ thống tín nút của nó này. Đấy, gần như mới tinh các bác nhé. Đây, các bác có thể soi gương được luôn này. Đấy, rất mới chứ không phải mới nữa. Không một tí ố chi chóc nào. Đấy, các bác cứ nhìn từ các cái ổ này nó còn sáng bóng soi gương luôn. Đấy, và đặc biệt là cái mặt này của nó là mặt mặt sóng gương nhưng lại có kim sóng bằng đèn các bác nhá. Đấy, khi các bạn này nó sẽ chạy. Đấy, rất hay nha. Và con này sử dụng hai cái loa kêu rất là khủng các bác nhá, loa rất là khủng luôn. Công tắc tắt mở làm luôn ở trên volume, và đây là thanh trầm, và đây là các cái chế độ fiction để chạy FM, AM hay là follow, tức là chạy đĩa than. Còn đây là phân Sitte mono các bác nhé. Còn đây là đường headphone để cắm các cái thiết bị ra bên ngoài tai nghe. Đây, các bác có thể nhìn một cách rất tường tận ở phía sau đấy. Tôi sẽ quay 360 độ để các bác có thể xem một cách tường tận nhất có thể. Phía sau đó thì đây có cái kết nối này, cái lối anten các bác này. Em này sử dụng anten dây các bác nhé. Nhưng các bác nhìn thấy không, ốc còn mới tinh không han thì gì luôn. Đó. Và đây là cái số model của sản phẩm, cũng số series của máy các bác nha. Các bác để ý tinh giúp ạ. Con nào quay cũng có hết ạ. SF157L các bác nha. Và số series của nó là 5874 là đuôi cuối cùng. Hàng xịn Nhật Bản, điện 100V các bác nha. Đó. Em này là chỉ số điện 100V thôi. Đây này. Và em này của nó là mới tổng thể các bác nha. Em này gần như là không sử dụng, nó là hàng tồn kho. Cho nên là cái độ đẹp của sản phẩm rất là ưng ý. Đây, tôi xin phép được tiến hành test chức năng cho các bác này. Test chức năng cho các bác. Các bác thấy không? Một cái đĩa hết sức là cũ kỹ, thậm chí là nó rất là vênh váo. Nát là tôi sẽ quay các bác thấy cái độ vênh váo của nó. Nhưng cái kim của con này nó rất mới, cho nên chính vậy là vẫn bám được tiếng tín hiệu rất là tốt và tiếng vẫn rất là hay. Các bác thấy một cái màu xanh quân đội hết sức là lý tưởng, xứng đáng để các bác sưu tập. Các bác xem trong video này thôi, chứ còn thực ra ở bên ngoài trời nó rất là xanh, tức là bên ngoài thật nó rất là xanh, xanh đặc quân đội luôn. Đấy, rất là xanh. Đây là màu xanh quân đội các bác nhá. Đây, các bác nhìn tinh. Đấy, khi mình quay thế này thì nó không rõ được cái xanh lắm, nhưng bên ngoài rất là xanh luôn, xanh mướt luôn. Ok, tôi xin tiến hành test chức năng cho các bác nhé. Đây, các bác có thể thấy đây. Cái phần đây là tắt mở các bác này, tắt mở này. Và lên các bác này. Đây là sóng của AM này, FM. Chính là bây giờ là với cái tự chủ học thì các trường đại học có quyền là quyết định đấy. Đây là đang chạy FM giao thông các bác nhé. Cái này đã được mở full tần số rồi, cho nên là đây là FM giao thông. 82, 83 đã có FM rồi các bác nhé. Đúng tốt. Vậy thì cái ngưỡng điểm này đưa ra ấy thì liệu đã giả hợp lý hay chưa? Đấy, đó là vấn đề. Có nhiều ý kiến cho rằng quy chế mới này sẽ tạo thêm bất công trong giáo dục. Ừ.
80, 81 đã bắt đầu có sóng rồi. Và lại có cái sự cộng điểm ưu tiên nó lại khác nhau bởi vì do điểm số các bạn đạt được. Và cái điều này chúng ta thấy rằng là đang có sự mâu thuẫn trong cách. Bạn Hoàn đã đăng ký được tham gia và tương tác với quà tặng âm nhạc trực tiếp chiều nay. Số và tất cả những ca sĩ nào hát được hai tác phẩm. Khá đông qua đoạn điểm giao cắt này, nhưng cơ bản chúng ta vẫn đang có được trạng thái di chuyển ổn định khi áp lực giao thông ngày hôm nay. Em đã vào phun rồi rất là nhiều đài các bác nhé. Dự báo thời tiết. Nối tiếp thời lượng của Trà Hạ Long sẽ là một số phân tích và dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 ngày mùng 4. Đây là đài của Quảng Ninh 12. Các bạn. Thưa quý vị. Không chỉ ông Chiến mà rất nhiều người đã cảm nhận được rõ rệt lợi ích về đây là cái tem này các bác bắt được hết. Xe đạp thể thao nó vận động là khá tốt cho cơ thể con người, nó gần như là dùng người lực toàn thân. Bản thân tôi là một bệnh nhân người tiểu đường thì tôi thấy rằng là khi mà đạp xe ấy, thì cái lượng đường trong cơ thể giảm đi rất rõ rệt vì nó chi tiêu khá nhiều và đốt khá nhiều calo trong cơ thể sau khi mà chúng ta đã nhập vào. Ngoài ra thì đó là cái phần FM các bác nhé. Đây là phần AM đó đây các bác này. AM đây. AM thì ở đây nó hay có cái tính tạp âm các bác nhé. Nhưng AM hay có tạp âm. Nó là vậy. Phố bây giờ nó đông đúc, phải nên có một cái xe đạp để đi chơi các nơi ra các vùng vùng ngoại thành để thở cái không khí trong lành, vừa vận động vừa không khí. Thế là đấy là một bài thuốc chữa bệnh. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng hoạt động vừa phải như đi xe đạp thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch để sống khỏe hơn. Ngoài ra, đi xe đạp cũng giúp tăng cường hoạt động chống lại các tế bào khối u, giúp phòng ngừa các bệnh liên quan đến u bướu, đặc biệt là bệnh đau nửa đầu và các bệnh về khớp. Với một người luyện tập bình thường, mỗi giờ đạp xe có thể giúp cơ thể tiêu thụ 240 kcal, tương đương với 5 giờ đi xe máy. Ok, đó là cái phần AM các bác nhá, AFM, nói chung là bắt đủ hết giúp rồi các bác nhá. Tăng cường quá trình. Tôi sẽ thử các bác xem cái phần đưa thang. Các tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, hãy hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Dạ, sếp đấy ạ. Đây, đĩa than này các bác này, các bác chỉ phải gạt sang bên follow này. Đấy là nó sẽ chạy ngay. Trở về với chị hai. Chị thừa biết chị đi là ở nhà quý đồng. Nên mới bịa chuyện cái tường tận nhìn xem nó xuất hiện nguyên. Chỉ mình ngồi trước bằng không thì em đã bị nó dồn.
bác thấy không? Một cái đĩa than vô cùng là cũ. À, cái đĩa than là sản xuất năm 1976 các bác nhé. Đây tôi sẽ cho các bác xem là sản xuất năm 76 này. Đây, nhìn rất rõ luôn. Nó hơi mờ chút xíu bởi vì nó quá rất nhiều năm ở đây này. Nó có ngày sản xuất này các bác này. Hình như 70 chứ không phải 76 các bác nhé. Này, xin lỗi tôi zoom lại các bác nhìn có đúng không nhé. 24 tháng 8 năm 1970 các bác nhé. Đó, sản xuất năm 1970, tức là đến bây giờ nó tầm hơn 50 năm rồi các bác nhé. Nhưng vẫn chạy được bình thường. Đấy, các bác thấy khiếp chưa? Đấy, một cái đĩa than sản xuất cách đây 50 năm mà hơn 50 năm mà vẫn chạy bình thường. Thì các bác thấy rằng cái kim của này rất tốt luôn. Bởi vì theo thời gian là cái nhiệt nó sẽ làm cho cong vênh các bác này. Nó cong vênh, nó không còn phẳng nữa. Còn gốc của nó mới tinh, nó phẳng bét luôn. Ngoài ra thì không lo, các bác vẫn có thể mua được những cái đĩa than mới tinh của trung tâm. Đấy, đây, những đĩa than mới tinh này các bác vẫn có thể mua được bình thường. Chứ không phải là không có đĩa than. Cái quan trọng là cái đĩa than này nó đắt. Đấy, hiện nay cái đĩa than này đang bán cho các bác ở giá hỗ trợ là đĩa của nó là 1 triệu 2 các bác nhé. 1 triệu 2 các bác đã có đĩa mới tinh. Đây, các bác có thể nhìn luôn. Đây, một cái đĩa than mới tinh như này. Đấy, mới tinh luôn. Đấy, nó là đĩa thông thường là được sản xuất tại Mỹ hoặc Pháp các bác nhé. Được xuất bản tại Mỹ hoặc Pháp. Đấy, tôi sẽ thử các bác xem một cái đĩa mới và đĩa cũ để các bác trải nghiệm luôn. Đây là cái đĩa cũ rồi các bác nhé. Đấy. Nhớ em lại đây có ngày thì cục vô. Em cứ biểu nó đem cầu rượu tới đây, chị sẽ gả gấp vô điều kiện. Mình đừng có giận cỏ, mình giận gốc cây. Cái này thì các bác nào ở phía Nam, tức là hay thích về cải lương đó, thì các bác sẽ được nghe cái trải nghiệm đúng của thời ngày xưa, tức là thập niên 70-80. Đấy, mà đa chạy đại trái nhất là thập niên 80, là các bác đã được nghe rất quen thuộc với những cái làn điệu cải lương cổ như này. Bởi vì cái này sản xuất xuất bản năm 1970 mà. Đó, rất cổ luôn. Đó, các bác thấy không? Một cái gọi là chạy tuyệt vời luôn các bác thấy không? Không hề có bị nhảy cóc nhảy đĩa gì, mặc dù cái đĩa quá cổ rồi. Đĩa quá cổ rồi, đĩa 7 là hơn 50 năm rồi. Đây tôi sẽ thử các bác một cái đĩa hiện tại bây giờ, tức là đĩa thế hệ mới. Các bác nhá, tức là đĩa sản xuất sau này. Đây, các bác này. Đây để các bác sẽ trải nghiệm một cách rất rõ ràng luôn. Trong vắt luôn các bác nhé. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Bà các bác nhé. Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Đây các bác có thể chạy một cái bài khác này. Nhiều lúc nó khóc trong. Gác lạnh về khuya cơn gió lù. Chẳng gầy nghiêng bóng cài. Các bác nghe thấy không? Một cái đĩa mới không một tí lạt sạt nẹn sẹn nào. Đấy, nó là đĩa mới tinh mà. Cho nên cái kim này của nó còn rất tuyệt vời các bác nhé. Không một tí gọi là sọt sạt gì hết. Các bác nghe nó như một cái đĩa compact chứ không phải là đĩa than nữa. Đó. Có người con gái buông tóc thề thú vẻ. Đó. Cái này tại sao các bác lại không chọn cho mình một cái sản phẩm đẳng cấp như thế này? Một cái sản phẩm tồn kho. Có cả radio để các bác nghe radio.
Đấy, có rất nhiều các bác không có nhu cầu chạy băng cassette thì cái này là một trong những quà tặng rất đáng giá trị để cho các bác chơi. Thứ nhất là gì? Nó thể hiện cái màu lính, màu quân đội, là một trong những cái màu luôn luôn là hiếm. Đấy, và đặc biệt. Và cái thứ hai nó còn nguyên thùng. Đấy, còn tất cả kể cả phiếu của hành còn nguyên các bác nhá, thậm chí có cả tem xuất xưởng luôn. Đấy. Và đặc biệt là con này lại chạy rất hoàn hảo các bác nhá, chạy rất hoàn hảo luôn. Đấy, thì tại sao các bác lại không tự thưởng cho mình một cái sản phẩm đúng giá trị như này? Đấy. Đây tôi sẽ đổi mặt cho các bác thấy này. Cái em này được sản xuất, cái đầu này được sản xuất năm 1978 các bác nhá. Sản xuất năm 1978. Đấy, đây. Các bác tại sao không tìm những cái thư giãn hay là cái trải nghiệm cổ xưa mà nhiều người phải mê mệt? Đấy. Bởi vì nhiều khi có tiền nhưng không đúng thời điểm thì cũng không sưu tầm được những cái mình mong muốn. Đây là cái đặc biệt các bác nhá. Còn có những cái thì các bác gọi phút hốt qua ngay, rất sẵn luôn. Nhưng có những cái cổ xưa này để tìm những con còn nguyên thùng này không nhiều, khẳng định các bác là không nhiều. Đấy, thì các bác lên tìm cho mình những sản phẩm đúng ý của mình. Con biết bây giờ mẹ chớ tin con, đã tài chưa? Mình nghe những cái sản phẩm này các bác thấy nó có sướng không? Mình nghe một cái trên mạng, một cái đĩa compact chẳng hạn thì nó khác hoàn toàn với cái này. Đấy. Nó khác hoàn toàn luôn. Các bác nghe các bác có thể là nhấc từ bài nọ sang bài kia. Mình thấy là mình trải nghiệm được nó sướng vào cái thời ngày xưa. Còn một điểm nóng khác. Trở về anh bước lên trên quãng đường để đến bên lũy tre. Con này là một trong những con xích te đời đầu các bác nhá. Hai loa chạy xích te tách nhạc hoàn toàn luôn, rất là hay. Đấy là cái rất đặc biệt các bác nhá. Đây nó có chế độ xích te, chế độ dần dần cân nhờ con này. Bạn này xích te này, nó sẽ tách nhạc các bác luôn. Nó không thua kém một cái đĩa than. À xin lỗi, cái đĩa compact. Thế nhưng nó khác là gì? Nó là sản xuất cách đây hơn 50 năm rồi các bác nhá. Đấy. Rất là đẳng cấp luôn. Loa vì quá đợi chờ. Ngày trở về trong bếp vui, anh nói chuyện nghe chuyện đời chiếc.
thì mình bật xăng radio là cái đĩa tự động nó tắt ngay các bác nhé. Đây này, đang chạy đĩa các bác này. Các bác bật xăng radio là sẽ tắt đĩa này. Thì Điện lực thành phố Hà Nội đã ra mắt ứng dụng di động dành cho khách hàng sử dụng điện. Chỉ cần với một cú chạm ngay trên thiết bị di động thông minh, khách hàng có thể tra cứu quản lý mọi thông tin về điện. Ok, đó là một sản phẩm đã được test rất là kỹ lưỡng và đặc biệt là em này là một trong em xứng đáng để các bác sưu tập bởi vì cái độ hiếm và độ độc của nó. Bởi vì những cái con mà nó còn nguyên cả thùng như thế này thì không phải là sẵn và đặc biệt là độ mới của nó cực kỳ cao. Tôi sẽ cho các bác xem cái phần dưới đít của nó để các bác thấy rằng là tại sao nó giữ được mới đến mức độ như thế. Đây, bởi vì cái này là muốn cho đít thì phải lật lên lần lên thì tôi phải cố định lại cái kim than này để tránh tình trạng nó bị va đập các bác nhé. Đây, tôi sẽ bỏ cái đĩa than này ra để các bác sẽ trải nghiệm một cái tại sao giữ được đẹp mức độ như thế. Đấy. Đây các bác thấy không? Đấy, rất mới luôn. Đây, tôi sẽ cho bác xem. Đây, các bác có thể thấy ngạc nhiên luôn. Đó, đây là đít của em nó đây các bác này. Các bác tưởng như cái gỗ này nó mới sản xuất hôm qua. Nó mới đến mức độ như thế, các bác nhìn thấy chưa? Từ con ốc của nó còn vàng, bóng soi gương luôn. Đó, cái gỗ này bác theo, nó còn cứng ngắc như này luôn. Và không bị phòng phành hay là không bị lướt hay là không gì hết. Tức là em này được bảo quản gần như là trong thùng. Đó, chính vì vậy nó mới giữ được cái mức độ như thế này, đẹp như này. Đó, hết cỡ là xứng đáng để cho các bác sưu tầm. Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Bác nào mà chưa ấn nút đăng ký của kênh thì các bác luôn ấn vào nút đăng ký của kênh. Sau đó các bác ấn vào hình của cái chuông và các bác ấn vào phần tất cả thì bất kỳ một video nào đăng tải lên các bác đều có thể nhận được ngay và tránh tình trạng các bác bị bỏ lỡ những cái sản phẩm mình quan tâm. Bởi vì trước trên kênh có bán qua như này rồi nhưng không nguyên thùng thì cũng rất nhiều các bác là không mua được cũng rất là tiếc, nhưng đợt này lại có một em nguyên thùng và còn rất mới. Chính vì vậy là bác nào mà quan tâm sản phẩm thì các bác liên hệ sớm. Các bác thì có thể là nếu các bác gọi điện không nghe máy các bác có thể nhắn tin. Chứ còn các bác mà comment trên bài trên kênh YouTube thì nhiều khi là xin lỗi các bác, là thật sự các bác thông cảm là có khi trả lời các bác xong thì sản phẩm đó đã bán rồi. Đấy, thế cho nên là nói thật sự các bác là bác nào mà quan tâm đến sản phẩm các bác vui lòng liên hệ trực tiếp. Các bác liên hệ không được các bác có thể nhắn tin, các bác có thể nháy máy, trung tâm có thể gọi lại các bác luôn. Đấy, và em này là một trong em xứng đáng để các bác sưu tập. Xứng đáng các bác sưu tập. Nó là một trong những sản phẩm hiếm nhất Việt Nam, độc nhất Việt Nam bởi vì độ đẹp và độ đặc biệt của nó đó là còn nguyên thùng. Và độ mới của nó còn cực kỳ cao. Em này như tôi đánh giá là mới được đến 97% các bác nhé. Đó. Gần như nó không có các cái sắc sức gì ở trên sản phẩm. Đấy, giữ được rất là tốt luôn. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác nhé.